chào tất cả các bạn. Hôm nay giới thiệu các bạn sản phẩm đó chính là máy thái cá, thái cua, thái ghẹ, thái đa năng. Nhưng bỏ máy này là các bạn có thể thái được nửa thái bơ, thái đắp bơ. Đây là đầu ra này, đầu ra thanh thái thôi, về đầu ra này. Máy chất liệu này là inox này. Đây. Cắt những cái bó. Các bạn mua máy thái cá liên hệ cá số 0934468222. Các xa xưởng máy Thanh Hóa Tân Công rất là công dấu. Thực chỉ là 79 đồng không, phường 3 đình thành phố Thanh Hóa. 0904432111. Máy là inox nhá. Đây là thái 5 ly này. Đây là salo. Ngoài ra bên mình còn lại máy thái thịt nữa nè. Thái thịt nè, thái thịt sống, sơ sống nè. Máy còn thái 2 ly rưỡi này. 3 ly rưỡi này. Máy lò quay vịt này, máy cạo vỏ mía này, máy ép dầu lọc dầu này, máy ép dầu công nghiệp này, máy băm thịt này, chả băm này, lo thực phẩm này, máy lò, máy tủ hấp cơm này, máy thái lượng sợi này, máy chiên thịt này. Cắt khúc ra, cắt ra. Cắt nhỏ ra là 3 lần. Cắt đôi ra luôn đi. Cắt nhỏ đôi ra luôn đi. Đây là bỏ tủ lạnh. Đây chỉ được chạy ở đây. Go, 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 go